Sáng nay ngày 22 tháng 9 tại điểm cầu Sóc Trăng, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng và ông Võ Chí Công, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cùng các đại biểu sở ban ngành cấp tỉnh và 11 huyện thị xã thành phố đã có buổi họp trực tuyến với Ban Tổ chức Trung ương. Cuộc họp đã nghe triển khai quy định số 80 ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định 80 gồm 6 chương 34 điều, nêu rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích yêu cầu và nguyên tắc. Việc phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử, điều động và biệt phái cán bộ. Cũng tại hội nghị, thông báo số 20 ngày 8 tháng 9 năm 2022, kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật, và hướng dẫn số 21 ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương cũng được triển khai. Tiếp đó, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, trao đổi về những thuận lợi, vướng mắc và yêu cầu nhiệm vụ thực tế tại địa phương. Kết luận hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các ủy, tổ chức đảng quán triệt thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa các văn bản để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Ban Tổ chức Trung ương sẽ phối hợp để tiếp tục tham mưu hướng dẫn thực hiện tốt các văn bản của Bộ Chính trị và Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 8 tháng đầu năm 2022. Dự hội nghị có ông Lê Hùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tính đến hết tháng 8 năm 2022, toàn tỉnh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện 81.551 người, tương đương 13,28% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 50,46% chỉ tiêu theo nghị quyết số 159 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đạt 79,98% chỉ tiêu do Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng giao. Trong đó, bảo hiểm xã hội bắt buộc có 68.955 người tham gia, đạt 95,12% chỉ tiêu được giao, tăng 3.365 người so với cuối năm 2021. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có 12.594 người tham gia, đạt 42,74% chỉ tiêu, giảm 2.778 người so với cuối năm 2021. Bảo hiểm thất nghiệp có 61.604 người tham gia, đạt 94,56% chỉ tiêu, tăng 3.359 người so với cuối năm 2021. Đối với bảo hiểm y tế, có 1.044.630 người tham gia, đạt 89,86% chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh là 86,56% dân số. Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn so với quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các hình thức tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính được thực hiện đa dạng. Trong 8 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã trả đúng hạn và trước hạn 148.701 hồ sơ, đạt 99,94%. Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Lê Hùng Sơn, cho rằng về phía Bảo hiểm xã hội Sóc Trăng phải tiếp tục chủ động sáng tạo, linh hoạt hơn nữa trong công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ nhân viên. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, tổ quốc và đoàn thể tập trung thực hiện chương trình số 31 của tỉnh ủy về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, xem việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương. Sáng nay, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định giá đất cùng dự có ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các thành viên của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và lãnh đạo các huyện Cù Lao Dung, Châu Thành, Trần Đề, Kế Sách. Tại cuộc họp, hội đồng đã nghe đơn vị tư vấn đề xuất giá đất để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 3 dự án xây dựng mới cầu Khém Sâu tại ấp Văn 6, xã Đại Ân 1, ấp An Phú, xã An Thành Tây, huyện Cù Lao Dung, tuyến đường huyện 95 qua ấp Sóc Tháo, ấp Phú Bình, xã Phú Tâm, ấp Phước Phong, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, đường huyện 34 qua xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, khu tái định cư huyện Kế Sách tại thị trấn An Lạc thôn, tái định cư dự án nhà máy điện gió số 18. Qua ý kiến thảo luận của các đại biểu và phát biểu kết luận của ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, hội đồng đã thống nhất đơn giá hỗ trợ bồi thường đối với đất ở, đất nông nghiệp đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật đối với các dự án. Riêng dự án khu tái định cư huyện Kế Sách tại thị trấn An Lạc thôn
đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu sửa đổi bổ sung để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định.